được donate rõ lắm tiền mà đéo đi cắt cái tóc đi. Và hai xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại channel mình là Nấm đây. Mà tóc mình dạo này xấu thật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về laptop nhá. Cá nhân mình thì mình không thích dùng laptop chơi game lắm, bởi lẽ thì nó có một vài thứ mà cá nhân mình cảm thấy nó như nồn. Thứ nhất là về cân nặng, thứ hai là về thiết kế, và thứ ba là về cái độ hoàn thiện của nó. Cùng với hiệu năng thì cũng như xì. Có vẻ như thời điểm hiện tại thì các nhà sản xuất đang hướng đến cái vẻ đẹp, cái vẻ gì đó rất là sang trọng và này nọ trên mỗi chiếc laptop gaming của mình. Và mình thấy điểm đó khá là hay. Vì vậy thì trên tay mình đây đang là chiếc Lenovo Legion i530. Và để xem nó có gì hay không nhá. Vậy thì nói rằng nó khá hay đấy. Intro nào. Đầu tiên chúng ta nói về mức giá nhá. Thì mức giá con này đang bán tại Alphard là 25.730.000 hay sao nhỉ. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm cả một số phần quà nữa, link mua hàng sẽ để phía dưới nhá. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể click vào đó. Vậy thì với một chiếc laptop chơi game trị giá 25 triệu nó có gì hay ho nào? Thì điểm hay ho đầu tiên nó chính là nó khá nhẹ. Với cân nặng là 2,3 kg thì mình cảm thấy rằng cũng được, không đến nỗi. Ngoài ra nó một cái thiết kế vô cùng là hầm hố. Hầm hố bởi lẽ thì nó có một cái phần chìa ra này, và tất cả các cổng của nó đều được đi đằng sau. Đó là một điểm mình cực kỳ thích. Thế có những cái thiết kế mà mọi người chỉ cần quan tâm đến cái trải nghiệm người dùng một tí thôi là có thể làm cho cái laptop của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Không biết các bạn thế nào chứ với cá nhân mình thì khi mua một chiếc laptop mình sẽ khá quan trọng phần bản lề. Thì với Lenovo thì cá nhân mình kiểu trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là bản lề của Lenovo ngon lắm. Tại vì mấy con Lenovo Yogabook ấy, thề mấy con đấy xịn vãi, thì mình nghĩ rằng con Legion này cũng thế thôi. Và ngạc nhiên thay là tuy phần bản lề khá nhỏ, nhìn không có gì là nổi trội, nhưng mà các bạn có thể mở ra thẳng ra như này luôn. Và phần bản lề khá là chắc chắn. Và các bạn có thể làm như này để lòe bọn trẻ con, kiểu chúng mày nhìn gì chưa? Trời ơi, to xịn mịn dài vây lều. Mình có hơi một chút phê quá, được các bạn. Thì tổng quan thiết kế của chiếc Legion này chủ yếu được làm bằng nhựa. Tuy nhiên thì nó được làm sần cùng với những cái họa tiết đồng tâm này, khiến cho mình cảm giác rằng nó như kiểu đồ làm bằng kim loại vậy. Nếu như bạn nào mà chưa kiểu trải nghiệm qua nhiều về laptop kim loại với cả laptop nhựa ấy, thì các bạn sẽ có một chút gọi là nhầm lẫn. Cá nhân mình cũng có tí nhầm lẫn cả. Và mình điểm mình rất là thích đó chính là cái phần đồng tâm nó đi từ chữ O ở chiếc Legion này ra toàn bộ máy luôn. Cool vãi cả cứt. Thêm nữa thì cái chữ O này có thể phát sáng. Trời ơi thề. Tuy là một điểm nó kiểu rất là nhỏ nhặt, nhưng nó đem lại cảm giác gì đó rất là cool, hiểu không? Ôi hay vãi. Về phần chiếu nghỉ của máy thì được bọc nhung. Và đây là một điểm mà mình cảm thấy cũng ổn, khi vì được bọc nhung nó sẽ rất là mềm. Tuy nhiên thì cái phần nhung này nó sau một thời gian sử dụng thì mình cũng không chắc là nó sẽ có thể bền lắm không đâu. Tại vì cá nhân mình là một thằng có mồ hôi tay gọi là thuộc dạng cũng tầm tầm đấy. Và nếu như một cái chiếu nghỉ bằng nhung này thì mình không biết rằng sau này nó có bị thủng hay là bị xấu xí nào không. Thì nếu như các bạn mua về có thể bọc một lớp carbon đây nhìn cho đẹp cũng được. Còn về phần trackpad và bàn phím, nói thật với các bạn là phần trackpad này di khá ổn, nó ở mức trung bình. Nếu mà tính theo thang điểm 10 nó cũng phải rơi vào khoảng độ được 7 đến 8 điểm đấy, cũng không đến nỗi đâu. Tuy nhiên thì phần trackpad này khá là nhỏ, tại vì một thằng quen sử dụng trackpad trên MacBook rồi mình cũng thấy cái này nhỏ quá. Phần chuột trái và chuột phải thì ok, bấm hơi cứng một chút và cái âm thanh nó bấm rất là to, nghe này. Thà làm hẳn một cái trackpad như kia thì có vẻ ngon lành hơn không, nhưng mà cái này trackpad thì nhỏ bấm nút to. Nhưng mà thực sự thì với các bạn mua laptop thì các bạn thường cắm chuột với cả bàn phím ngoài, nên là mình cũng ok, thế này cũng là tạm được rồi, đem ra ngoài thì cũng đủ dùng. Tiếp theo là phần bàn phím, thì vì nó được làm bằng nhựa mà nên các bạn sẽ có những cái hiện tượng flex nhẹ nhẹ thôi, không đến cái nỗi mà kiểu bấm được nút nào xong rồi phần dưới với phần trên chạm vào nhau đâu, không có chuyện đâu, thoải mái. Về phần hành trình phím thì mình cảm thấy rằng nó cũng được, không đến nỗi, khá nảy và êm tay. Layout của phím rất là thông thường nên là mình có thể làm quen rất là nhanh. Tuy nhiên thì phần layout của numpad nó hơi bị dị, các bạn sẽ khó mà thích nghi được với cái này. Cơ mà thì phần nút lên xuống trái phải của các bạn được làm to hơn, với những game thủ thì các bạn chắc là cần này nhiều hơn đúng không? Trời ơi, cái này có quan trọng gì đó. Và một phần nổi bật nữa trên chiếc màn hình chơi game này đó chính là từ cái màn hình. Như các bạn để thấy thì cái viền màn hình nó cực kỳ là mỏng và cảm giác nhìn trông rất là có thẩm mỹ luôn, nhìn đẹp với cả lều. Thêm một điều nữa thì đây là một chiếc màn hình 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS và 144Hz. Trời ơi, những bạn nào bạn CSGO nhá thì nó sớt. Thế mà độ sáng của nó thì có vẻ hơi thấp, chỉ được có 300 nit thôi. Và cái độ sáng như này thì các bạn đem ra những cái điều kiện nắng cực hoặc là hơi sáng sáng một tí là hơi căng đấy, nhưng các bạn cẩn thận một chút nha. Còn về cấu hình thì sao? Với bản Legion i530 chúng ta sẽ có 3 phiên bản cấu hình. Một là phiên bản i5 nhưng các bạn sẽ có 1050T. Hai là phiên bản i7, các bạn sẽ có 1050 thường. Và ba là i7 và 1050T. Trời ơi, nhưng mà bản đấy thì nó sẽ đắt hơn. Còn hai bản kia tầm giá. Thì bản mình đang có là bản i7 8750H và sử dụng 1050. Với một chiếc laptop gaming như thế thì mình nghĩ là đã đủ dùng rồi. Và với tầm giá 25 triệu để được nhận thiết kế, để nhận được cái đồ họa như thế, mình cũng thấy vỗ tay, vỗ tay. Thì phần test game thì sao?
với tựa game Liên Minh Huyền Thoại nhá. Nếu như các bạn cắm sạc này và chạy đủ driver của 1050 nhớ chạy nhá, không phải dùng cả con bot là các bạn thấy yếu lắm đấy. Thì các bạn sẽ được khoảng độ dao động từ 70 đến 80 ở mức Very High, một gọi là khá là trung bình đấy. Còn với CSGO thì để bình thường thôi, các bạn sẽ được khoảng độ từ 100 đến 120 FPS. Còn với Dead Game mình test thì cũng rơi được khoảng độ từ 50 đến 60 FPS và ở chế độ Very Low nhá. Tuy nhiên thì vẫn có lúc mà các bạn sẽ chơi mượt ở mức độ 60 FPS thôi. Cũng khá là được, không đến nỗi. Với những chiếc máy chơi game từ 20 đến 25 triệu thì cá nhân mình cũng chỉ đòi hỏi nó chỉ cần được đến thế thôi. Chơi tốt những cái tựa game online trên thị trường là mình cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, thể không cần cái gì hơn nữa đâu. Bởi vì 25 triệu chúng ta đòi hỏi hơn thế nào được, đòi hỏi hơn thì lên tiền, đúng không? Trời. Nhưng với con chip i7-8750H thì ngoài việc chơi game ra, các bạn có thể sử dụng một số như kiểu đồ họa này, Photoshop này, AI này, và mình cảm thấy rằng nó chạy rất là tốt. Tuy nhiên nó vẫn có hai nhược điểm, và hai nhược điểm này cực kỳ là đáng sợ. Nhược điểm thứ nhất đó chính là về phần tản nhiệt. Cá nhân mình đã chơi 5 trận Liên Minh Huyền Thoại liên tục, nghĩa là mình đã trốn xếp chơi 5 trận Liên Minh Huyền Thoại mà mình giả vờ test game ấy, thì mình nhận ra một điều rằng sau khi chơi 5 trận máy không hề nóng, trời ơi nó quạt nhá, chạy rất là êm. Nhưng sang chơi trận thứ 6 nhá thì quạt nó bắt đầu kêu to vách cả cứt, nó kêu to đến cái cảm tưởng rằng không ngừng được luôn. Sau khi mình đã tắt game ấy thì đến 15 phút sau quạt vẫn kêu to như vậy. Có thể nói rằng điều đó là chiếc laptop này đã bị tụ nhiệt và tụ nhiệt không đều, thành ra là hơi căng. Căng thật. Nếu như bỗng một ngày mà nó kêu như một cái máy cầy ấy thì các bạn nên vệ sinh nó cẩn thận hoặc là thay keo tản nhiệt nhá. Mong ngày đó không xảy ra lắm, tại vì mình thấy hơi căng đấy. Điểm thứ hai chính là về phần pin. Với một chiếc laptop mỏng nhẹ như này thì mình cũng mong cái thời lượng pin của nó ít ra phải đủ dùng một buổi sáng cho mình đi học. Với chiếc MacBook mình hay sử dụng nhá, một lần cắm sạc mình có thể sử dụng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều nếu mà mình chỉ sử dụng bình thường. Còn với chiếc Legion i530 này thì không. Dùng thế nào, các bạn dùng như nào nữa, kịch kịm chỉ được 4 tiếng thôi. Và nếu như các bạn dùng kiểu try hot giữ gìn lắm thì cũng chắc là hơn được nửa tiếng nữa. Vì vậy thì việc cầm sạc đi theo cũng là một điều khó tránh khỏi. Thì cũng đúng thôi, bên trong nó toàn những con chip khỏe với cả các màn hình như thế này thì không mang theo để chết à. Vậy thì tổng kết lại, con laptop này có gì ngon? Với cá nhân mình cảm thấy rằng con laptop này sau một tuần mình trải nghiệm, mình thấy nó khá là xứng đáng. Nó xứng đáng từ thiết kế nhá, nó xứng đáng từ những gì nó đem lại, như kiểu một cân nặng nhẹ này, một những cái tựa game mình có thể chơi một cách nhẹ nhàng. Với những bạn nào mà không thể sử dụng MacBook, hay là với những bạn nào mà chỉ muốn cho mình một chiếc laptop nhìn ít ra cũng có thẩm mỹ một tí này, đem ra đường nhẹ nhàng này, cùng với cả một hiệu năng cũng ổn, thì đây là một chiếc laptop phù hợp với các bạn. Và mình rất là vui khi các hãng sản xuất đã biết lắng nghe người dùng hơn, họ đã bắt đầu biết chạy theo xu thế hơn là làm những chiếc laptop mỏng nhẹ, đẹp đẽ, để khi mà các bạn đem ra đường nó cũng khác gì cái điện thoại đâu, kiểu giơ lên nhá, mày nhìn thấy gì chưa? Tuy ít tiền nhưng nó vẫn đẹp, các thứ. Cơ mà với 25 triệu thì cái tầm giá này mình cũng không có gì đòi hỏi nhiều. Tại vì nếu như so sánh với ngày xưa ấy, trong tầm giá này thì việc các bạn kiếm cho mình một chiếc laptop ngon, bổ, rẻ, đẹp thì là một chuyện cực kỳ là khó khăn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc Legion i530 này? Hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.